Chúa Nhật thứ 14 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu chỉ định 72 người khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thứ gì thì anh em dùng thứ đó. Vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón thì anh em ra các quảng trường mà nói: ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi cũng xin rủ lại, trả lại cho các ông. Tuy nhiên, các ông phải biết điều này: triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy nói cho anh em hay, trong ngày ấy thành Sơ Đêm còn được xử khoan hồng hơn thành đó. Hãy mừng vì tên anh em được ghi trên trời. Nhóm 72 trở về hớn hở nói: thưa thầy, nghe đến danh thầy cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đức Giêsu bảo các ông: thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp trên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.